Chào cả nhà ha. Thì hôm nay mình có mấy con chim cần bán. Anh em nào muốn mua thì alo mình ha. Ở đây thì mình có hai con 5 màu, một trống và một mái. Như đây là con trống nè. Đó. Đây là con 5 màu trống ha. Kêu ăn cắm cứng lâu rồi nghe cả nhà. Đây. Đây là con mái. Đó, con này là đi bẫy được rồi nghe nhà, đem ra là kêu nghe, là bẫy bữa lợi nhà là cắn đá ok lắm á nha, má nha. Còn con tống thì chỉ kêu thôi chứ chưa có lên mồi dữ. Với hai con đồng đỏ, đây một con, và đây một con. Đó. Thì mình cần bán là hai con đồng đỏ, hai con 5 màu. Mình bán là 5 màu, là bán lần một lần 2 con nha cả nhà, một con mình không có bán nha. Tại vì sau này mình có công việc á, nên không có chăm được nhiều, mình chỉ chừa mình nuôi lại ít thêm nuôi hoạch à. Nên mình cần bán mấy chim này. Anh em nào mua thì alo mình ha, số điện thoại mình sẽ để trên màn hình. Đó, như cả nhà thấy hai con 5 màu kia không? Con này là chưa có dạng cả nhà, truyền lên nha. Để zoom gần cho cả nhà kia coi dễ hiểu. Đó. Truyền lên chứ chưa chưa tổ hết nha. Ở nhà kêu hót là ok. Sâu đầu đỏ cũng vậy nha. Cũng hót rồi, giờ anh em nào về có thời gian chăm lại, tầm vòng bảo đảm trong vòng 1 tháng là lên mồi đi đánh lai gai được. Chim ở nhà kêu là rất là ok nha. Đầu đỏ mình cũng bán là 1 cặp, không bán 1 con. Anh em nào mua thì alo mình ha. Rồi để mình zoom lại từ từ cho cả nhà xem cái nữa ha. Đây. 5 màu trống. Đây cho đầu đỏ nha. Đây 5 màu mái đây. Đấy, còn bên đó là con đầu đỏ tâm. Rồi, anh em nào thích cặp nào thì alo mình cặp đá ha. Đầu đỏ. Giờ 5 màu. Rồi, chào cả nhà mình nha.